Shop phụ tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay mình có một bộ ba nắp của Quay nha anh em. Thì bộ ba nắp Quay này anh em hoàn toàn có thể chúng ta gắn được cho Quay Alpha, rồi Quay A, Quay RS nha. Đó, Super Rim nó gắn cũng được luôn. Thì về cái giá đi, nói luôn giá thanh lý nha, 450 ba bộ ba nắp này, cực kỳ rẻ luôn. Thì nắp là nắp zin, nắp chữ ngang nha. Đó, cái này thì các dòng Quay Alpha là từ đời 2003, 2004, 2005, 2006 cho tới 2010 đã đều sử dụng nắp này hết. Đó. Thì đây là cái nắp lửa này là lửa 6 cuộn. Thì cái giá này nó hợp lý cho các anh em mà thứ nhất là anh em đang đi các cái dòng xe Trung Quốc mà anh em muốn lên lửa 6 cuộn. Thường thì anh em cũng biết là các cái dòng xe Trung Quốc là nó sẽ nhái theo các cái hệ đời GN5 xe rim thì nó sẽ là lửa 2 cuộn. Nắp thì nó vẫn nắp giống giống như vậy, chữ thì chữ trên là chữ Li Feng hay gì đó. Nhưng mà cái lửa nó là lửa 2 cuộn. Thì lửa 2 cuộn nó có một đặc điểm là cái đèn nó sẽ không sáng bằng lửa 6 cuộn nha. Đấy là phải thừa nhận là lửa 6 cuộn thì cái đèn nó sẽ sáng hơn. Do đó là nhiều anh em ta muốn thay cuộn lửa 6 cuộn vô, nhưng mà vấn đề là cái nắp là nắp lửa 2 cuộn nó không có gắn được. Thì anh em chỉ việc chúng ta mua cái nắp lệ là chúng ta lên được nha. Ngoài thì cái nắp này là cái nắp lửa mang cá, ngoài ra có nắp nồi. Thì nắp nồi một số anh em chúng ta hay kêu là cái nắp nồi Trung Quốc là nó thứ nhất là nó rất là ồn. Ồn có nghĩa là sao? Là do cái phần nắp này này nó làm quá mỏng ha. Nắp này làm rất là mỏng. Mình sẽ bỏ đây cho anh em coi. Đây, cái phần nắp này sẽ làm rất là mỏng luôn. Thì cái nắp này nhiều anh em ta đi xe Trung Quốc thì anh em cứ phàn nàn là cái nắp của Trung Quốc nó khá là mỏng, do đó là nghe tiếng máy nó khá là to. Còn với nắp zin này thì nó rất là dày nha, rất là dày. Và nắp Trung Quốc thì anh em cũng biết rồi, xài một thời gian là nó rất là dễ bị nứt, bể, xì nhớt nha, do là cái nắp nó mỏng. Và xe Trung Quốc thì nói chung là cũng hay bị đâm đụng này kia, tại vì nhiều anh em chở hàng thì anh em nên thay một cái nắp zin vào. Thứ nhất là nó sẽ dày hơn, máy móc nghe nó êm hơn. Thứ hai là nó dày, nó chắc chắn, anh em đi nó không có bị xì nhớt nha. Đó, còn một số cái nắp đời đầu, mấy cái nắp Trung Quốc đời đầu thì thường là cái này xài một thời gian là nó sẽ bị cấn này, anh em mở ra anh em cạo ron đó là nó sẽ bị mẻ những cái phần thành này, khiến cho cái ron khi anh em lắp vào nó không khít nha, gây ra cái hiện tượng xì nhớt đó. Thì mình bán cái nắp này cho anh em giá của nó chỉ có 450 thôi, thì rất là thích hợp cho những anh em chúng ta đang từ xe Trung Quốc, anh em lên lửa 6 cuộn, lên xe zin. Thứ hai là những anh em mà chúng ta đã bị bể nứt những cái nắp này đó thì anh em cũng có thể thay thế. Hoặc một số anh em ta cái nắp của anh em nó đã bị hư rồi, hoặc là những anh em đang đi nắp cong mà anh em không thích, anh em thích lên nắp ngang, thì anh em cũng có thể mình nghiên cứu về cái bộ này ha. Giá thì cực kỳ rẻ rồi, bên mình bán hành lý giá 450 nha. Bình thường bộ này giá 600, này còn 450 nha. Thì anh em nào có nhu cầu anh em liên hệ với shop mình. Đó, còn đầu năm thì mình bán giá thanh lý nhanh cho anh em để anh em ta mua được cái món hàng về anh em chuẩn bị cho cái dịp Tết âm lịch ha. Rồi, ok, thì anh em nào có nhu cầu anh em hãy liên hệ với shop nha. Số điện thoại là 0915 434 973 nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.